đường 250 tỷ vừa làm xong đã hỏng, Bộ trưởng Giao thông, truy trách nhiệm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án 6, QLDA, về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Sự cố sụt trượt vừa qua là do lỗi hệ thống. Ban QLDA6 phải có trách nhiệm xử lý đối với những cá nhân có liên quan đến dự án. Người đứng đầu ngành giao thông vận tải nhận định. Về phía Bộ Giao thông Vận tải, ông Thể yêu cầu Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, QLXD và AM, CLCTGT cần căn cứ vào các quy định, phối hợp với vụ tổ chức cán bộ để Bộ Giao thông Vận tải đưa ra quyết định xử lý nghiêm minh. Nếu không kỷ luật được, phải tạm đình chỉ công tác những người có liên quan của Ban QLDA6. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói, Bộ trưởng Giao thông Vận tải yêu cầu Cục QLXD và AM, CLCTGT rà soát lại hồ sơ thiết kế, từ địa chất, địa hình, thủy văn, để có giải pháp xử lý tổng thể, không chỉ là trách nhiệm của Ban QLDA6, trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thế nào cũng phải làm rõ. Trong quá trình khắc phục sự cố tuyến tránh Chư Xê, các đơn vị phải có giải pháp đồng bộ, đào tới đâu phải khôi phục lại toàn bộ hiện trạng chất lượng của từng hạng mục tới đó, phải làm đúng quy định, tuyệt đối không được lấp liếm, xóa hiện trường, ông Thể lưu ý. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, hiện công việc do Ban QLDA6 thực hiện chưa tốt, nhiều công trình có nguy cơ chậm tiến độ và một số dự án có vấn đề về chất lượng, tuyến tránh Chư Xê. Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm, cấp bách, Ban QLDA6 triển khai còn chậm, kết quả giải ngân của đơn vị còn thấp so với mặt bằng chung của các ban. Nhiều dự án do đơn vị triển khai còn lúng túng, nguy cơ năm nay Ban QLDA6 không hoàn thành kế hoạch giải ngân là rất lớn. Ban không giải ngân trên 95% vốn kế hoạch được giao là không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ ảnh hưởng đến công việc các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban QLDA6 phải tập trung chấn chỉnh, tập trung chỉ đạo, bám sát cơ sở, công trường và phải có giải pháp đột phá để hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là chất lượng công trình, Bộ trưởng yêu cầu Ban QLDA6 phải rút ra bài học kinh nghiệm, tổ chức kiểm điểm và có giải pháp xử lý mạnh tay đối với những cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp tham gia dự án, nhất là những dự án có vấn đề về chất lượng công trình, điển hình là tuyến tránh Chư Xê, Gia Lai. Công tác kiểm điểm phải được làm quyết liệt từ lãnh đạo ban, phòng dự án, các cá nhân được phân công nhiệm vụ trực tiếp, rồi đến tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công. Ban QLDA6 cần có những quyết định đột phá trong khuôn khổ quy định cho phép, có thể tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ việc chỉ đạo điều hành, kể cả là kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xử lý những đơn vị, cá nhân có liên quan. Ông Thể yêu cầu về công tác giải ngân, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, nếu không đạt từ 95% trở lên, toàn bộ lãnh đạo Ban QLDA6 đều không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Châu Như Quỳnh. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.